cửa hàng Hiếu Minh Audio xin chào tất cả các bác và anh em trên mọi miền tổ quốc yêu âm thanh nhé. Ngày hôm nay thì em xin phép được làm một clip để gửi tới các bác và anh em. Nhân tiện hôm nay thì bên em có một đơn hàng của chú Văn có địa chỉ tại xóm Đất, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Và ở đây thì chú đặt bên em là một đôi loa JBL KP4012. Đấy, thì ở đây chú đã đặt cọc và đã chuyển khoản gần như là hết cho bên em. Và chú đặt bên em là một đôi loa JBL KP4012 bản China nha các bác nhé. Đối với dòng loa này thì các bác đã biết là bên em về những dòng loa JBL thì hầu như là full các mã về đời 4 số, là có những mã là 6012 này, 2012 này, 4010 này, 2010 này và 600. Thì đã về hàng và cũng đã bán rất là nhiều, được nhiều anh em các bác đã tin dùng. Đấy, và sử dụng rất là nhiều. Và đối với dòng loa ngày hôm nay thì em nhân tiện có đơn hàng thì em sẽ quay review qua và cũng như thông báo đến các bác hàng về tại cửa hàng Hiếu Minh tại miền Nam bên em. Thì đối với dòng loa này thì bản đợt này về là bên em là bản China nha các bác nhé. Và giá em xin thông báo luôn là giá cực tốt luôn cho các bác và anh em. Thì em sẽ báo trực tiếp ở trên clip cho các bác và anh em có thể tham khảo. Và các bác có thể ghép với những bộ dàn khoảng tầm 35, 40 triệu hoặc 45 triệu trở lên thì các bác đều có thể ghép với những dòng loa JBL KP4012 này đều được. Và đặc điểm của dòng loa JBL thì chất âm rất là hay nha các bác nhé. Đối với cái dòng bản 4012 này thì nó sử dụng là chiêm neo bát thường, nên là tiếng bát nó đánh ra rất là ấm và tiếng chép cực kỳ nầy, đặc biệt là phần lời đi rất là xa cho các bác và anh em. Và đặc điểm của phần thiết kế thùng nữa thì em sẽ phân tích qua cho các bác về dòng loa này. Rồi trước khi đi vào phân tích thì em sẽ quay một vòng cho các bác và anh em có thể nhìn về mẫu loa ngày hôm nay em giới thiệu và cũng như là để giới thiệu đến chú Văn. Đấy, trước khi tiết hàng để gửi đi cho chú và các bác anh em thể tham khảo đối với dòng loa JBL KP4012 này. Về phần thiết kế bên ngoài thì các bác có thể thấy là riêng về phần thiết kế của dòng loa 4012 hay là 6012 hay là 2012 thì nó đều thiết kế là thủ cân. Nhưng mà nó thiết kế khác một chút, đối với dòng 4012 sẽ thiết kế cái phần ấy căng này nó sẽ bo hoàn toàn với cái phần gỗ bên ngoài của dòng loa này. Đấy. Nó với 6012 nó đều bo như này hết nha các bác nhá. Nó chỉ 2012 thì nó sẽ khác thôi. Đời dưới thì nó sẽ khác. Và đặc điểm của cái dòng logo này là logo xoay, các bác có thể xoay đi xoay lại và ánh 7 màu nha các bác nhá. Các bác chỉ cần dọi đèn vào đây thôi. Các bác nhìn thấy chưa? Cực kỳ đẹp luôn, rất là đẹp. Và các bác mà trưng ở trong nhà ấy, thì cái phần loa JBL nó sẽ toát lên một cái vẻ gì đó rất là đẹp và rất là quý phái khi bác để ở trong không gian gia đình. À, con này thì sở hữu là nước sơn sần nha các bác nhé, sơn sần. À, con này sơn sần thì các bác yên tâm không sợ chảy xước. Đấy. Và đặc điểm của dòng loa này mà bên em về đấy thì cái đét nó rất là gần, tức là cái ngày sản xuất nó rất là gần so với bây giờ để các bác và anh em đầu tư. Và bỏ tiền ra một đầu tư một đôi loa mà chất âm nó hay. Đấy, thì các bác phải lựa chọn sang dòng loa này. Con này thiết kế ống thông hơi ở đằng sau nha các bác nhé. Thì đặc điểm của những dòng loa mà thiết kế ống thông hơi đằng sau thì nó sẽ cộng hưởng âm trực tiếp với không gian nhà các bác. Đó là khi các bác để góc tường nó sẽ cộng hưởng cái tiếng từ góc tường ra, hoặc là đằng sau nó sẽ cộng hưởng từ tường ra trực tiếp, và giúp cho cái tiếng bát, tiếng chép nó sẽ được đẩy đi xa hơn nha các bác nhé. Đấy, rất là hay luôn. Và đặc điểm của dòng này đây, JBL KP4012 KP4000, con này là đời KP4000 Made in China. Đấy, chính hãng. Đây, dấu này, JBL này, tem của JBL này. Đây, mã series sản phẩm còn nguyên nha các bác nhé. Đặc điểm dòng hàng này về thì cực kỳ đẹp luôn. Bên em chỉ cần về lau chùi luôn là đã đẹp rồi. Hàng còn đến 98% cho các bác và anh em khi có thể lựa chọn và đầu tư. Đối với dòng này thì loa mới các bác mua đâu đó phải giá phải rơi vào tầm 45 triệu nhé, 44-45 triệu một cặp. Thì hôm nay các bác đầu tư giá nó êm hơn cực kỳ nhiều. Về phần thiết kế của nội thất của dòng này thì các bác có thể thấy là thiết kế nội thất này nó sở hữu là một quả bát bát từ thường nhé bác nhé. Và nhìn cũng rất là đẹp luôn, không hề có bị một chút ba vía nào. Đấy, đặc điểm của dòng này thì hàng bãi mấy em về thì là một trong những hàng tuyển cực kỳ đẹp. Và riêng đối với JBL thì các bác và anh em chú ý nhé, để phát hiện thì các bác có thể thấy này, đặc điểm của những dòng loa JBL này, từ phần màng này, màng nó sẽ có mã số này, và phần từ này
trên từ này. Đấy. Trên cái phần từ này là nó cũng đều cái bích từ này, đều có mã số, và kể cả cái phần nón đấy nhá, nón này cũng đều có mã số ở đây. Đấy. Em sẽ lấy các bác này, em sẽ quay ở đây một chút này, nghiêng một chút cho các bác này. Anh em có thể thấy này. Nó hơi hơi tối nên là khó quay đây. Em quay trực tiếp các bác nhìn này. Nhìn thấy chưa? Đấy. Có mã hết đầy đủ hết nha các bác nhá. Đến phần nón của nó. Đây, con này thì thuộc dạng cổ côn hở các bác nhá, côn cổ côn côn đen hở. Các bác nhìn luôn cổ côn này. Đây, em quay luôn này. Chưa? Ok chưa? Cực kỳ đẹp luôn. Hàng về thì là hàng tuyển chọn bên em, nên các bác yên tâm khi sử dụng và khi mua. Đây, và trên phần từ này các bác nhìn thấy này, trên phần từ này sẽ có mã luôn này. Đấy. DI006 này. Trên này thì mã này CBL 5041753. Đấy. Dòng này thì chất âm rất là hay nha các bác nhá. Rất hay luôn. Đây. Các bác nhìn cái phần dâu này. Dâu thì các dâu đều ở đây sẽ được bọc gen này. Đều được bọc gen hết nhá. Cái phần đầu này. Và trên này nó sẽ đổ keo hết. Đấy, đổ keo. Đấy. Rất đẹp luôn. Bát đây. Bát thì đặc điểm của cái dòng JBL này thì bên em về thì đã đều được dẫn đã đều được dưỡng rồi nhá các bác nhá. Dưỡng màng này, dưỡng gân này và dưỡng cả phần nón nữa. Đấy. Nên các bác yên tâm sử dụng, cho nên thoải mái, vô tư. Nó sẽ chịu đòn tốt hơn. Và đặc điểm là cái màng nó rất là dày nhá. Màng của JB nó rất là dày và tiếng đánh rất là hay. Tí nữa em sẽ test trực tiếp âm thanh cho các bác và anh em. Và đặc điểm của dòng này thì các bác có thể thấy là chép 7 màu, ánh từ miadium lên là các bác nhìn nó chép nó nhỏ nhưng mà nó đánh rất là nhuyễn nhé các bác nhé. Và độ phủ của cái dòng chép này nó rất là lớn luôn. Đây, mã của chép này. Đây. Made in China 2404H2. Đấy, ánh từ 7 màu miadium, cực kỳ đẹp luôn. Đây. Trên phễu nó cũng có CBL luôn nha các bác nhé. Đấy, cực kỳ đẹp. Dấu này. Dấu đây nhá. Đây, thùng thì bên trong thì nó sẽ sở hữu là một lớp bông tiêu màu đen. Đấy. Xếp rất là gọn gàng luôn. Các bác nhìn nó rất là ít bông tiêu âm nhưng mà đánh tiếng nó ra cực kỳ hay đối với dòng này. Và đặc điểm của dòng này thì các bác có thể thấy là cái đết nó rất là gần. Tức là các bác có thể thấy này. 12 tháng 4 2021. Đấy. Đết nó rất là gần nên các bác và anh em yên tâm khi sử dụng. Và phân tần của dòng này thì là sẽ là đời 2 bóng, đời mới nhất là sẽ là đời 2 bóng nha các bác nhé. 2 bóng chống cháy. Ở đây. Đấy, các bác có thể nhìn thấy 2 bóng chống cháy này. Và cái phần tụ của nó thì đương nhiên nó sẽ sử dụng là tụ Zotec, là một trong những dòng tụ cực kỳ đắt tiền để lắp trên những dòng loa hay chính hãng của những dòng loa khác. Các bác có thể thấy là những dòng tụ này là có trên những dòng loa DMX này. Đấy. Những dòng loa DMX là trước em đã review cho các bác và anh em này. Đấy, phân tần đây. Các bác nhìn qua là biết ngay. Đối dòng này. Rồi, ok. Đối với dòng loa này thì hiện tại là bên cửa hàng Hiếu Minh bên em đang chào bán với giá là 17.300.000 đồng một cặp. Là em chào bán tại cửa hàng Hiếu Minh tại miền Nam. Và giá này thì em bao tốt cho các bác ở ngoài thị trường luôn. Giá này giá tốt nhất rồi. Đúng một dòng loa mà các bác và anh em đầu tư mà để lắp ghép một bộ dàn. Ok, bây giờ em sẽ test thử chất âm của dòng loa JBL KP4012 này để gửi tới các bác và anh em có thể cảm nhận được trực tiếp âm thanh của cái dòng này nhá. Rồi bây giờ em sẽ test trực tiếp với đầy. Em chỉ test với đầy không thôi. Đây em test trực tiếp với đầy không nên các bác có thể cảm nhận được cái tiếng nó sẽ ra trực tiếp, không hề qua những thiết bị như là vang hay là nâng tiếng gì cả. Đấy. Ở đây em chỉ cắm riêng cho cục đầy H4120 của DB Gotech thôi. Nên là các bác có thể cảm nhận chất âm trực tiếp luôn ở trên dòng loa này. Đây.
bản nhạc cà phê bây giờ em sẽ gửi tặng đến các bác về một bản nhạc phòng trà ở trên dòng loa này. Phương Thảo. Đấy. Các bác đợi chút. Vì em sẽ ở trên này thì các bác có thể cảm nhận được cái phần giải lời trực tiếp đánh từ đẩy ra, nên là âm thanh nó sẽ ra trực tiếp luôn. Chưa hề căn chỉnh một tí nào. Để các bác và anh em có thể cảm nhận được chất âm của dòng loa này. Bình luận giúp em ở dưới kênh YouTube bên em thì có thể cho em bình luận phía dưới về dòng loa JBL KP4012 này. Và em cũng xin báo giá luôn các bác, một giá cực tốt luôn, mà hiện tại là bên cửa hàng em đang bán với giá là 17.300.000 đồng một cặp này. Đấy, tại hai chi nhánh bên em hiện tại đang áp dụng. Và em cũng xin phép kết thúc clip tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong các clip tiếp theo của cửa hàng Hiếu Minh Audio bên em.